Ngày 5 tháng 11, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an phường Tiến Thành đang điều tra làm rõ một điều dưỡng thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước bị người nhà bệnh nhân hành hung gây thương tích. Nạn nhân là anh Trương Ngọc Nghĩa, cán bộ tiếp nhận thuộc khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Theo anh Nghĩa, khoảng 2 giờ sáng ngày 5 tháng 11, anh có tiếp nhận bệnh nhân tên Ngô Minh Đức, ngụ thành phố Đồng Xoài. Khi hướng dẫn người nhà ghi hồ sơ, điều dưỡng Nghĩa đã đề nghị ghi đúng tuổi theo năm sinh của bệnh nhân, nhưng phía bệnh nhân viết chưa đúng nên phải viết lại. Sau đó, một số người nhà bệnh nhân đã dùng tay chân ghế đuổi đánh điều dưỡng Nghĩa, khiến anh này bị thương. Hiện tại sức khỏe của điều dưỡng Nghĩa cơ bản ổn định, nhưng phần đầu đang bị đau choáng, cần phải chụp CT để kiểm tra kỹ các vết thương. Công an thành phố Đồng Xoài cũng mời những người liên quan đến làm việc điều tra làm rõ vụ việc.